với quyết tâm cao công thiếu một cân, quân cũng thiếu một người, bằng nhiều cách làm mới sáng tạo hiệu quả, Quỳnh Lưu là địa phương ở xứ Nghệ luôn đi đầu về tổng quân, nhất là sản xuất lương thực thực phẩm, được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương điển hình trong bức thư cuối cùng người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, vàn tình tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh tao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơ trong tâm hồn Việt Nam. Trời xua man đêm xa lạnh, bác đêm mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bác như bài dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam, xin khắc sâu